Tiếp theo đây là phần chánh văn. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sanh, xưa mạc thương phùng gái non cây, bởi võ vương đang bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước nơi pháp tràng, chỉ kẻ đầu được thanh thời nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chí. Chú thích: Mạc Thương, thời cùng cuối của nhà Thương bên Trung Hoa, tức là chỉ cho đời vua Trụ 1783-1122 trước Tây Lịch. Phụng gái non kỳ. Non kỳ là do chữ Kỳ Sơn, tức là núi Kỳ Châu, Trung Hoa. Vào cuối đời nhà Thương sắp chuyển sang nhà Châu, người ta nghe tiếng chim phụng, phượng hoàng, linh điểu, gái trên núi Kỳ Châu báo điềm sắp có thánh chúa ra đời. Võ Dương, tức là Châu Võ Dương, ông tên thật là Cơ Phát, con thứ hai của Văn Dương đời nhà Châu. Khi Văn Dương lâm bệnh nặng, kêu Cơ Phát lại dặn rằng: con hãy nhớ lời cha dạy, thấy việc lành thì làm cho mau, xử việc phải chẳng nên lần lựa, tránh việc quấy đừng dương vấn. Ba điều ấy là sửa mình, trị dân, yêu nước. Cơ Phát cúi lại mà vâng lệnh. Khi Văn Dương qua đời, chư hầu và bá quan đồng tôn Cơ Phát lên nối ngôi nhà Châu, xưng là Châu Võ Dương, noi theo cha làm điều nhân đức, trị an một cõi. Các trấn chư hầu đều phục. Võ Dương phong Tử Nha làm thừa tướng và sao tôn lên hàng thượng phụ. Khi Trụ Vương bạo ngược, 800 chấn chư hầu đồng phò Võ Dương hưng binh phạt Trụ. Võ Dương lập đàn bái tướng, phong Tử Nha làm nguyên soái, điều khiển quân binh. Đạo binh nhân nghĩa đánh đâu thắng đó, tiến vào Trường An, dây kính kinh đô. Tướng thương tử trận gần hết. Trụ Vương túng thế phải ra trận, chúa tôi ấu đả trước ngõ môn. Võ Dương thấy vậy than rằng: bởi thiên tử vô đạo nên mới đến đổi thế này, chúa tôi hỗn chiến với nhau còn chi là thể thống. Tuy bệ hạ bất chánh, mà phận mình là đạo tôi con, không lẽ quân thần mà giao chiến như vậy. Lúc này các chư hầu đồng rập nhau kéo đến đánh vua Trụ tưng bừng. Trụ Vương bại tẩu, chạy về lầu Trích Tinh tự thiêu mà thác. Chư hầu đồng tôn Võ Vương lên ngôi thiên tử, đổi nhà Thương làm nhà Châu. Võ Vương noi chí hướng của Văn Dương mà trị vì, nên thiên hạ âu ca, nhà nhà an lạc. Võ Vương ở ngôi được 7 năm, hưởng thọ 93 tuổi. Nhà Châu trị dân được 874 năm mới dứt. Tu mi: râu và lông mày, nghĩa rộng là chỉ cho bậc nam nhi, đàn ông. Tu mi, nam tử, đức thầy có câu: hiền thần sách sự nêu ghi, miếu son tạc để tu mi trung thần. Gươm ba thước, gươm ngắn để xử trảm những người tử tội. Pháp tràng cũng đọc là pháp trường, tức là nơi hành hình những người bị kết án tử hình.
hung đồ. Bọn người làm việc hung bạo tàn ác, Đức Thầy cho biết. Hung đồ với lũ dọc ngang, đến sau rơi màu khắp tràng mới tu. Phần lược giải. Từ câu 109 tới câu 116. Đoạn này Đức Thầy nhắc lại, thời Mạc Thương xưa kia, bởi Trụ Dương quá nhu nhược, tàn ác, đắm say tửu sắc, làm những việc càn bậy, không còn xứng đáng trị vì thiên hạ nữa, nên cơ luân chuyển đổi lại nhà Châu. Lúc ấy, có tiếng chim phụng hoàng gái trên núi Kỳ Châu, đó là điềm lành báo hiệu sẽ có Thánh Chúa ra đời. Bây giờ Tây Châu nước Trung Hoa có cha con của Châu Võ Vương vốn là người hiền đức, trị dân cả nước, chẳng cần có đồ lao mà dân vẫn tuân theo răm rắp. Mọi hạnh phúc của vua quan toàn dân đều chung hưởng, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ, nên cả 800 chư hầu đều mến đức theo về nhà Châu. So lại thời nay cũng thế, chánh sách trị dân quá tàn ác dã man, sanh linh đồ thán, nạn chiến tranh chết chóc liên tiếp xảy ra khắp hoàn cầu, cho nên sẽ có vị Thánh Chúa ra đời. Ngài có đủ đức hạnh, lòng thương dân như sông dài biển rộng, Ngài sẽ đem lại cuộc hòa bình vĩnh cửu cho vạn quốc chư bang. Điều này Đức Giáo Chủ từng cho biết, trên non tiên văng vẳng tiếng phụng hoàng, Phật tiên thánh an bang cùng định quốc. Và trước khi ấy, những kẻ gian tà hung ác đều bị lục hình phân xử tại pháp trường. Còn những ai quyết tâm theo đạo tu hành, kiên tâm trì chí, niệm Phật làm lành, tất được chung hưởng cảnh thanh bình an lạc tới đây, Đức Thầy cho biết. Hiền lành chừng đó sum dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân, thiên hoàng mở cửa các lần, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẻ công, cùng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xuôi sang, tam hoàng trở lại lại